Austin Ram Mark 10, người anh em của Uzi đến từ nước Mỹ. Kể từ khi ra đời đến nay, Mark 10 đã trở thành một trong những khẩu súng tiểu liên tiêu biểu nhất trên thế giới, với thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và quy lực trong cự ly gần. Thiết kế của Ingram Mark 10 bắt đầu vào đầu năm 1964 bởi Gordon Ingram. Ông từng làm việc cho một công ty liên quan tới cảnh sát trước khi thôi việc và bắt đầu phát triển Mark 10. Ông cũng hợp tác với Mitchell Werbel, một cựu nhân viên của CIA và là nhà sáng lập Psyonix, một công ty chuyên tập trung phát triển các phụ kiện như ống hãm thanh, lò che lửa cho súng. Đây cũng là đối tác chính của công ty cổ phần quân đội MAC do Gordon Ingram sáng lập. Sự hợp tác của họ đã dẫn đến sự ra đời của sản phẩm chủ lực Mark 10 với hy vọng bán được cho quân đội Hoa Kỳ. Để đơn giản hơn, họ đã phát triển Mark 10 với thiết kế giống tiểu liên Uzi của Israel, cũng như nhiều súng tiểu liên có thiết kế tương tự khá thành công khác. Thiết kế mang tính đơn giản với phần thân dạng hình chữ nhật, được gắn cố định vào một tay nắm ở chính giữa. Những yếu tố này đã tạo cho Mark 10 một nền tảng tiểu liên ổn định, có sự cân bằng tốt khi bắn. Chính Mark 10 và đàn em là Mark 11 đã làm cho Gordon Ingram trở nên nổi tiếng. Mark 10 có khối lượng cơ bản là 2,84 kg, chiều dài là 58 cm khi mở bán và 26 cm khi gập bán, với nòng súng dài 14 cm. Xét về tổng thể, súng khá ngắn và gọn gàng so với những khẩu tiểu liên cùng thời điểm lẫn hiện nay. Tuy nhiên, Mark 10 lại khá nặng so với các súng tiểu liên hiện đại. Lý do chính khiến súng có khối lượng nặng là công nghệ vật liệu thời điểm chế tạo Mark 10 chưa thực sự phát triển hoặc chưa thể áp dụng tốt được. Gordon Ingram đã chế tạo ra một khẩu tiểu liên đơn giản nhưng xuất sắc. Súng có hầu hết các bộ phận được làm bằng thép rất chắc chắn. Cấu tạo của súng có hai phần chính, trên và dưới. Hai phần này được gắn kết với nhau bằng các đinh tán. Tay nắm chính của súng ngắn chết vào phần dưới, được làm lõm và nhám phía sau để cầm nắm chắc chắn hơn. Cò súng được làm ngắn, sử dụng thoải mái. Vành bao cò được làm khá nhỏ, không phù hợp với người bắn đang đeo găng tay. Một điểm độc đáo khác của Mark 10 chính là bán súng. Súng có thể kết hợp dạng khung kim loại hai nhánh ngang. Phía sau là một khung kim loại dạng hình chữ L, được gắn với khung trước thông qua một trục quay cứng. Vì vậy, bán súng Mark 10 khá dài, đảm bảo độ tựa chắc vào vai xạ thủ khi bắn liên thanh. Ở trạng thái không sử dụng, phần khung kim loại trước sẽ được đẩy gọn và giấu vào trong thân. Phần chữ L phía sau sẽ được gập lên, gắn vào phần thước ngắm phía sau của súng. Phần chữ L phía sau có thể được thay thế bằng bán gỗ để sử dụng thoải mái hơn. Bán cũng có thể tháo ra dễ dàng và người bắn vẫn thao tác tốt Mark 10 khi không có bán. Ở một số phiên bản hiện đại hóa hoặc người dùng tự độ về sau, Mark 10 sẽ trang bị các loại bán dạng khung polymer có thể gập tương tự như các dòng tiểu liên hiện đại khác. Súng sử dụng cơ chế nạp đạn bằng phản lực bắn thẳng, rất tin cậy với thoi nạp đạn mở. Cơ chế này được chứng minh là rất hiệu quả trên các loại tiểu liên ngắn. Khe nhả vỏ đạn có kích thước lớn, nằm ngay bên thân trái của súng. Một điểm đặc biệt khác của Mark 10 chính là chốt lên đạn. Chốt lên đạn của súng dạng tròn, được làm bằng thép nhám, nằm ở phía trên của thân súng. Tuy nằm ở phía trên, nhưng chốt lên đạn vẫn nằm thấp hơn và không ảnh hưởng gì đến tầm ngắm của người bắn. Khi bắn, chốt lên đạn sẽ giật và giữ vị trí cố định ở phía sau. Đây cũng là chốt an toàn của súng khi xạ thủ xoay chốt này 90 độ. Lúc này, súng sẽ bị khóa và chốt sẽ chặn cả tầm ngắm của súng. Mark 10 cũng có một chốt an toàn khác nằm ngay bên cạnh của cò súng. Thước ngắm của Mark 10 khá đơn giản, chỉ là hai mảnh sắt trước và sau. Không thể điều chỉnh tầm bắn, và hiển nhiên thì súng cũng không thể trang bị các loại kính ngắm chuyên dụng như các mẫu tiểu liên khác. Mark 10 có thể được trang bị dây đeo và một tay nắm phía trước cũng bằng một sợi dây để tăng độ ổn định cho súng. Phụ kiện đáng quan tâm nhất của Mark 10 đó chính là ống hãm thanh. Ống hãm thanh của Mark 10 mang tính cách mạng vào thời điểm đó.
được thiết kế bởi Michael Warbell của công ty Psionics. Ống hãm thanh này có thiết kế hai đoạn, với đoạn trước, đoạn gắn vào nòng, lớn hơn đoạn sau. Ống hãm thanh có thiết kế khá lớn và làm cho mắt 10 trở nên khá mắt cân đối. Tuy nhiên, đây là phụ kiện tuyệt vời dành cho khẩu súng này. Ống hãm thanh không những mang lại sự im lặng trong các nhiệm vụ đòi hỏi tính bí mật cao, mà còn làm giảm độ giật đáng kể, giúp người bắn dễ dàng kiểm soát súng hơn. Mark 10 sử dụng hai loại đạn tiểu liên chính, 45 ACP và 9 ly Parabellum. Đây là các loại đạn tiểu liên phổ biến và dễ kiếm, đặc biệt là tại quê nhà của Mark 10. Tốc độ bắn của súng đạt đến 1090 viên trên phút đối với đạn 45 ACP và 1250 viên trên phút đối với đạn 9 ly. Trên thực tế, người bắn thường khai hỏa Mark 10 với tốc độ vào khoảng 30 đến 120 viên trên phút. Sơ tốc đầu đạn của súng là 280 đến 366 m trên giây, với tầm bắn hiệu quả đạt từ 50 đến 70 m. Trong khi tầm ngắm tối đa là 100 m. Súng sử dụng hộp đạn thép dài gắn vào trong thân với sức chứa là 30 viên 45 ACP hoặc 32 viên 9 ly. Một số phiên bản khác của Mark 10 có thể sử dụng hộp tiếp đạn dài với sức chứa lớn hơn. Từ khi ra đời đến nay, Mark 10 đã trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của tiểu liên, bên cạnh các thiết kế như Uzi hay MP5. Súng có cấu tạo đơn giản, uy lực trong cự ly gần, dễ sử dụng bởi một hoặc hai tay, đặc biệt khi trang bị thêm ống hãm thanh. Mark 10 được sử dụng bởi quân đội và cảnh sát nhiều nước như Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Chile, Colombia. Súng rất phổ biến trong dân chơi vũ khí Mỹ và các nước phương Tây. Không những vậy, Mark 10 cũng thường xuyên xuất hiện trên phim ảnh với những tác phẩm rất nổi tiếng như Điệp viên 007, Gangster Mỹ hay Kẻ lập dị. Trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam leo thang đến đỉnh điểm, Hoa Kỳ đã đưa tới chiến trường miền Nam Việt Nam rất nhiều loại vũ khí bộ binh, với hy vọng những loại vũ khí này có thể cải thiện được khả năng chiến đấu của binh lính Mỹ, đặc biệt là các lực lượng đặc nhiệm. Loại vũ khí này được sử dụng rất nhiều ở rừng Trường Sơn, Việt Nam. Do có tầm nòng ngắn, âm thanh phát ra từ khẩu súng này khi đó được lắp cùng với ống giảm thanh là cực nhỏ. Các lực lượng biệt kích Hoa Kỳ được tung vào rừng Trường Sơn để dò thám tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, lại luôn đòi hỏi vũ khí phải càng nhẹ càng tốt vì di chuyển trong rừng rất mất sức. Và đó là lý do Mark 10 lại phù hợp. Trong điều kiện thực chiến, không chỉ khẩu Mark 10 có trọng lượng nhẹ mà cả đạn của nó cũng rất nhẹ. Điều này khiến lính Mỹ có thể mang theo được nhiều đạn dự phòng hơn khi tác chiến.